Né. Lâu anh em nhá. Ủa dít sập hả? Trời ơi, chơi chơi dít sập luôn vậy. Nay qua tới dít sập luôn hả? Làm game CV sao? Nó tìm mình lú luôn hả? Lú thiệt. Biết cái đội hình lú thiệt. Làm game CV lâu rồi không chơi. Vô. Né nhẹ. Đây có tốc hành mà né nhẹ được. Cái pha là không có tốc hành là sủi rồi. Có tốc hành là phải né. Xin. Game này lên vòng thần kiếm nha. Game này kiểu team nó không có tăng cơ nhiều á, mình không cần lên móc gì. Còn giao điện thì nó mới bị nét. Thích thì lên, không thì thôi. Vòng thần kiếm ngon. Vòng thần kiếm được búp 5 đam. Búp nhiều ghê. Hay quá. Lên nó khổ chưa? Bên kia khổ luôn á chứ. Này giờ ngoài đời có mạng, hai mạng luôn. Đù, hai mạng có mạng xích đao luôn chứ, ngoài đời đi bộ giúp gâu rồi. Đau. Đau. Ô, tìm mình nào trình quá vậy? Tìm mình đánh vậy sao bên kia thở? Ủa tìm mình đánh kìa. 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 Game nhạc dưới đánh AD ăn xích 8 kìa. Tìm đánh đúng ác quỷ luôn. Lee Sin lên đồ ác quỷ rồi. Món đầu lên kiếm ăn cơ, món hai lên búa gỗ không phải. Lần đầu tiên trong đời thấy Lee Sin lên đồ gì luôn. Lên đồ ác thì gì vậy trời, CV còn e mà kéo vô giỡn hả? Chiều đơ đúng không, coi thường đơ đúng không? CV còn e nó cứ lết kéo vô giỡn, coi thường đơ thì đấy đơ không có vui nha, kinh thường đơ quá. À, nó khinh thường mình và mình khinh thường nó luôn chứ. Á đù Thịnh ơi, em ngầu quá vậy, em hay coi stream ánh lắm đúng không, em tự tin quá vậy, ngầu vái này em ơi. Nhất Phi ơi, anh đánh cũng phải vậy chứ. Né mãi phải anh thả tim cho em cái nè, người đâu dễ thương đánh này, mọi tội thương anh. Còn lâu không? Khả năng lưu, khả năng lưu anh em. Ăn lùi chúng tôi. Trả mạng. Nhưng mà em ơi, em coi stream anh, nhưng mà em coi không có tới, em không có được cầm giáp cốt nha. Không có được cầm giáp cốt nha Thịnh. Em cầm giáp cốt đi CV, CV bắn W lính rồi nó lan đam game em mới giáp cốt sao?
Em có đâu có tác dụng đâu. Hiểu không em? Dạ anh, ok. Hay á, nói làm hiểu hay à. Giỏi. Nhưng mà nói đúng không? Nó là cái cơ tư duy anh em chịu suy nghĩ, anh em sẽ suy nghĩ ra. Giờ anh em đi CV này, nó đứng này nè, cái đợt W lính nè, làng của nó mới giáp tốt. Thấy chưa? Đơn cơ bản không mà. Không có gì mà cao siêu luôn á, đúng không? Thay vì dễ cầm điểm đỏ đi. Nó sợ đề lên thì cầm điểm bị máu. Còn không sợ cầm cảm hứng, cầm đôi dài 5%. Đúng không? Giờ đứng ngay lính, nó đã bắn lính đắp vô cái mất cái giáp cốt. Cầm giáp cốt có tác dụng gì? Có những chuyện mình tại mình lười suy nghĩ á, chứ mình lười suy nghĩ, mình suy nghĩ cái đã ra. Các nam đã rescan học, ai không học đi học thầy giáo ba giết rồi, đe khiêm tốn đâu rồi. Cảm ơn Nam nha. Có những thứ mình nên làm đơn giản thôi, mình làm cầu kỳ chi trời, đứng bắn hàng gần là giết ba rồi. Thích làm khó mà. Khó xong chết. Nè cái chết nè, vừa bắn vô tay vừa xài quy nè. Cho, bất cứ nào cũng được á. Lúc mình bấm nhạc tâm nổi mình xài chiêu đều được. Cho nên skill hay dùng á. Ồ, giờ buổi này cái một giây nó hồi sinh ra nó gờ. Ta liền ra nó gờ. Mấy fan em không có xài quy nha. Mấy fan này không, mình không biết nó còn lát hay không á. Mình không có xài quy, mình xài quy nó lát là nó sống. Nếu mà biết nó không lát thì mình xài quy. À, cái này mình chia sẻ kiến thức thôi, có dạy gì đâu, chia sẻ kiến thức thôi. Mình có phải thầy đâu mà. Phải thợ chưa thầy được. Phải. Đây chắc hết rồi. Một cái mẹo để mình chết gần để mình biết có hay không á, là mình xài chiêu nó hiện cái dòng trắng trắng xung quanh nè. À, thấy hiện dòng trắng trắng không? Mình chết gần bên kia á, nếu mà không có hay có hay không á. Dùng chiêu mình chết vô mà mình kiểu mấy con tướng nó xài chiêu nó không nghe tiếng á, mình dùng cái đó. Mình thấy quýnh vô cái lính đó, nổ sáng lên là biết có gần. Có những con tướng xài chiêu chết á, nó không có hiện thì nó không nghe tiếng luôn á. Mấy ông chơi phe, mấy ông chơi game mà không dùng phone á. Sẽ đi chơi game được cũng đâu đeo phone đâu. Giờ đây mới đeo á. Mighty đã uy scan 10.000 đồng. A à, đe chào bạn Vinh E đi góc cầm cá sấu phát với A. Cảm ơn Mighty nha. Hello em nha. Gì mà he he. Gì mà chào. Chào giùm nữa. Có chào giùm nữa hả? À, người máu tử. Giga chạy ra gen ngựa máu tử. Ồ, tên ngựa máu tử rồi, nó xe. Không dùng lát đâu. Lát chi phí lắm. Tại đâu có kèo gì đâu. Kèo 15 mạng lát. Có kèo thôi, giữ lát. À để tiết lát mà. Cái đậu xanh. Xin. Gũ anh cường mấy nối solo CV, anh kia không biết chơi, gũ anh solo hoài, anh không dám. Anh kêu game 5 người, gũ solo. Nhưng mà lúc nào anh cũng kêu anh đánh CV hay hơn. Gũ anh solo thì anh không dám. Anh ấy kỳ.